Như anh em có thể nhìn thấy ở trong túi đồ của mình bây giờ đang có 6 cái dương Ace of Rhodes anh em nhá. Hy vọng với 6 cái dương này mình có thể mở ra thêm được một em Ace of Rhodes nữa là hoàn toàn có thể nâng cấp cho Ace of Rhodes của mình lên 10 sao đấy anh em ạ. Nhưng mà mình chợt nhớ ra là sáng ngày mình vừa bắn bot Akainu mấy phát, thế cho nên là có điểm để mua thêm 2 cái dương nữa, tổng cộng là mình có 8 dương rồi. Tiếp tục thì mình sẽ vào đổi lính chì 10 sao anh em nhé. Tầm này thì mình cũng khá là dư giả phôi 5 sao, thế cho nên là mình đổi luôn anh em ạ. Nếu như tiếc thì mình chỉ tiếc cái đá tím thôi, nhưng chắc là không sao đâu. Đậu thần của mình thì bây giờ cũng lên được level 80 rồi, thì mình leo đậu thần một chốc là xong ấy mà. Mấy ngày trước mình còn lười leo do là chưa có thể nào mà bỏ qua được trận chiến, chứ bây giờ bỏ qua được trận chiến rồi thì leo nhanh lắm anh em ơi. Ok, để mình cho tiếp mấy con 5 sao này và đổi thêm một lượt nữa anh em nhá. Chắc là mình chỉ đổi 2 lượt thôi để còn tiết kiệm cái đá tím lại anh em nhá. Đấy, giờ thì mình có thể bắn thêm được 2 phát nữa rồi, cũng thu về được 600 kim cương nữa này anh em này. Đấy, phát này nữa 300 nữa là 600 luôn anh em. 6.900 kim cương, ui tiếc thế. Tuần này mà có shop kim cương thì có phải là mình mua thêm được cả một mớ su may mắn rồi không? Ok, được thêm một dương nữa là 9 dương anh em nhá. Mình định kiếm thêm một cái dương nữa cho tròn 10 dương, nhưng mà tìm mãi chả thấy nhiệm vụ nào có thêm cái khẩu pháo thần công để bắn Akainu thêm phát nữa anh em ạ. Thôi thì trước khi mở dương đấy mình sẽ mở dương bot may mắn trước đi. Bây giờ thì bắt đầu đến tiết mục chính anh em nhá. 9 dương mình mở một lúc luôn anh em ơi. Ui. Trời ơi, vãi cả nồi đen anh em ạ. 50 cốc bia vàng với cả 100 xu may mắn, còn lại toàn là Big P với cả Belly thôi anh em ơi. Không biết mở dương đen như thế thì mở mảnh mình có hên hơn tí nào hay không, nên là mình sẽ thử luôn anh em nhá. Ui, Luffy Wano này, chính xác thì liệu dáng. Ui dồi ôi, lại là anh luật Wano anh em ạ, không thể tin được. Và ui, hôm qua mình còn mở ra cả Karasu cơ. Ồ, mình có 12 cái chìa khóa, mình sẽ đi vượt ngục nhá, kiếm thêm một chút cốc bia vàng anh em ơi. Wow, hy vọng là kiếm được nhiều cốc bia vàng tí, tích lũy lại để tuần sau chơi sự kiện có tướng mới anh em ạ. Không biết trong đầu anh em bây giờ đang có ý tưởng gì về tướng mới tuần sau chưa nhỉ? Nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Nói thì không biết tướng mới là gì, nhưng mà mô hình mới thì về rất là nhiều, anh em có thể ghé vào trong cái giỏ hàng bên dưới để tìm kiếm cho mình mô hình cực kỳ ngon lành cành đào để chơi sự kiện Halloween nhá. Hiện tại mình đang tham gia cái chương trình liên kết Shopee, nên nếu như anh em mà mua hàng thông qua cái đường link đấy thì mình sẽ nhận được một khoản hoa hồng nhất định, nên nếu như anh em mà vừa đam mê mô hình, có nhu cầu mua mô hình thì có thể mua bằng cái đường link đấy để ủng hộ mình nhá. Đây sẽ là một niềm động lực lớn để cho mình có thể ra thêm nhiều video hay hơn nữa dành cho anh em nha. Ôi dồi ôi, mãi nói chuyện tí nữa thì mình quên, ngày hôm nay là còn có cái sự kiện vực thẳm anh em ạ. Vào đây đánh lại được một số cái tài nguyên này, mình sẽ chơi lần lượt từ ải 1 anh em nhá. Ải đầu tiên thì để đạt được 3 sao thì cái điều kiện tướng của mình không đủ, nên là thôi cứ vứt đội hình chính vào và quất thôi anh em nhá. Đấy, bây giờ level 80 là mình đã có thể bỏ qua được trận chiến rồi, thế cho nên là có thể giành chiến thắng rất là nhanh thôi. Lụm được 200 kim cương nữa này anh em ơi. Ải thứ hai thì cũng tương tự như thế, cần phải có Uta với cả King, nhưng mà trong đội hình của mình thì làm gì có King với cả Uta đâu anh em ơi, nên là đành lụm một sao lấy 200 kim cương đã anh em ạ. Ải số 3 thì đơn giản hơn, khi mà đội hình của mình chỉ không cần có tướng bền bỉ cũng như là hệ minh mẫn là ok, thế cho nên mình quyết hệ chính xác, nhanh nhẹn với cả thông minh vào và giành chiến thắng đơn giản thôi anh em. Như vậy là mình hoàn toàn có thể lụm được 2 sao. Ủa, à thì ra mình sót mất một cái điều kiện là chiến thắng mà chỉ cần dùng 5 thành viên ở trong đội hình. Thế thì mình sẽ bỏ bớt Kaido Hybrid đi để chỉ còn lại 5 thành viên thôi. Và bây giờ mình ấn bỏ qua một cái, thế là mình chiến thắng được 3 sao luôn anh em nhá. Tuyệt vời luôn, 200 kim cương này, chắc chắn là có thùng bia và có thêm một phần quà là 20k nước mắt nữa anh em nhé. Ải thứ tư thì cũng rất là đơn giản, khi mà chỉ cần không có tướng bền bỉ cũng như là thông minh ở trong trận chiến thôi là mình có thể đạt được sao thứ hai rồi. Nhưng sao thứ ba thì nó khó hơn rất là nhiều, bởi vì cần một vị tướng 12 sao ở trong đội hình, tức là một vị tướng E2. Nhưng đội hình của mình thì làm gì có tướng E2 anh em, còn chưa lên được 10 sao đây này. Thế thôi, đành lụm 2 sao là hài lòng rồi anh em nhé. Ở cái ải số 5 này thì khá là khó khăn, khi mà em Jinbe thì bạn đánh cực kỳ lực luôn. Mặc dù là mình vẫn giành chiến thắng nhưng mà chỉ đạt được có 2 sao thôi, còn lại cái sao thứ hai này thì hơi khó. Ở khi nào mạnh thì mình sẽ quay lại đánh tiếp anh em nhá. Ải số 6 thì nó hơi khoai, khi mà đưa ra một cái điều kiện là bỏ hết tướng chính xác cũng như là nhanh nhẹn ở trong đội hình, mà đội hình của mình thì chủ lực toàn là hai hệ đấy, nên là thôi chịu khó ăn một sao nhưng mà giành chiến thắng còn hơn là thất bại anh em ạ. Tương tự như thế thì ở ải số 7 nó yêu cầu một số những cái vị tướng toàn không phải hệ mà mình build. Nếu như mà hệ sinh khí với cả hệ thông minh thì tướng của mình rất yếu, khả năng cao là sẽ thất bại, nên thôi mình chấp nhận là lấy 2 sao để giành chiến thắng trước, khi nào mạnh thì mình sẽ lại quay lại ải số 7 để đánh lại anh em nhá. Ải số 8 thì cũng tương tự, mình tấn công chỉ để lấy cái sao chiến thắng thôi anh em nhá. Đấy, được một sao cái này, còn 2 sao cuối thì nó hơi khó đối với mình ở thời điểm hiện tại. Ở cái ải số 9 này thì mình phải bỏ đi nghề xạ thủ cũng như là kiếm sĩ thì mới đạt được cái sao số 2. Kiếm sĩ thì bỏ đi Shanh này, xạ thủ thì bỏ đi cả Karasu này. Thì hầu như đội hình của mình rất thiếu sát thương nên bắt buộc mình vẫn phải cho vào để lấy cái sao đầu tiên thôi đã anh em nhá. Đấy, sao đầu tiên mà nó còn khó như thế này rồi thì mong gì để có thể lấy được cái sao thứ hai đây anh em ơi. Mình sẽ đánh lại nha. Spam biết đâu lại thắng này. May quá anh em ạ, cuối cùng thì cũng giành chiến thắng rồi. Nhưng tất nhiên là cũng chỉ được có một sao thôi anh em ạ. Ải số 10 thì cũng tương tự, cái điều kiện sao số 2 và số 3 thì quá khó so với mình đi, nên là mình tạm thời lấy cái sao đầu tiên đã anh em nhá. Anh chiến thắng ok, có thêm một sao nữa là 200 kim cương, tạm tạm anh em ơi. Ải số 11 điều kiện có vẻ dễ, nhưng không biết là mình có thể chiến thắng được ở trong 3 hiệp hay không anh em nhá.
với cả cái sao số 3 ấy, là phải có một vị tướng 10 sao trong đội hình. Ôi dồi ôi, lại còn thất bại luôn này anh em ơi. Trời ơi đất hỡi thực sự luôn. Bởi vì team địch có vị tướng Jinbei Wano thì rất là khỏe ở giai đoạn đầu anh em ạ. Nên là mình đánh mà gặp mấy vị tướng đấy nó đấm cho thì SML luôn anh em ơi. Cố gắng spam lại phát nữa xem nào. Vẫn thua này. Mình sẽ đổi vị trí một chút nha, cho Acerberus xuống bên dưới để xem là có gánh được team của mình hay không đây anh em. Rồi, vẫn thua anh em ạ. Tiếp tục là mình đổi vị trí để cho Karasu lên đầu đi. Karasu có vẻ là hơi yếu giai đoạn này, nên là mình cho lên để làm vật tế thần anh em. Ôi, khi mà mình đổi vị trí Karasu lên đầu cái là ok, ngon liền anh em ạ. Và được 2 sao luôn này, chiến thắng kẻ địch trong vòng 3 hiệp luôn. Ngon đấy chứ, đùa đâu anh em. Cái ải số 12 này cũng khá là khó, khi mà mình phải chiến thắng trong vòng 2 hiệp và cũng như là không có vị tướng nào dưới 70% máu. Ủa, thậm chí mình còn thua luôn này. Giờ mình lại cho Acerberus lên đầu và Karasu đứng xuống cuối. Ok, đội hình của mình bây giờ như thế này, để xem có giành chiến thắng này không. Vẫn là thua này. Tạm thời thì mình cho Bartolomeo lên đứng đầu xem như thế nào anh em nhá. Và Acerberus lại so ở cuối này, để em nó có thể gây sát thương được nhiều hơn. Và ui, lần này có thể giành chiến thắng được luôn này anh em. Tuyệt vời quá nhở. Nhưng mà mình chưa thắng được trong vòng 2 hiệp để lấy được cái sao thứ 3 anh em nhá. Chỉ được 2 sao này thôi anh em ơi. 10 mảnh ok. Ải số 13 thì cũng khá là có, khi mà chiến thắng ải mà không hy sinh quá không thành viên trong đội. Trời ơi, tức là đội hình của mình phải còn nguyên 6 thành viên sau khi mà giành chiến thắng anh em nhá. Cái này thì hơi khó đấy, không biết là có giành chiến thắng được với cái điều kiện đấy hay không đây. Ôi may quá, được luôn này anh em. Không ngờ cái ải số 13 này là một ải dễ anh em ạ. Ôi, thế thì mình lại lụm luôn phần thưởng có 5 thùng bia này. Ải số 14 điều kiện có vẻ cũng khá là dễ dàng, mình vào mình quất luôn anh em ạ. Cứ giành chiến thắng cái đã rồi thì tính tiếp anh em nhá. Ok, bỏ qua luôn này. Như vậy là với cái ải số 14 này thì mình chỉ được có 1 sao thôi anh em nhé. Chiến thắng ải mà không có một thành viên trong đội dưới 70% máu, chứng tỏ là đội hình của mình cũng phải dấp dính thì mình có thể là thắng được cái ải đấy anh em ạ. Ải số 15 là có điều kiện đặc biệt là phải có tướng Mihawk cũng như là Crocodile trong đội. Tuy nhiên cả hai cái vị tướng đấy thì trong đội hình của mình cũng đều chưa sở hữu, nên thôi cứ chơi những vị tướng thường thôi. Ui ôi, lại thất bại kìa. Vậy thì mình tiếp tục là đổi vị trí tướng nhá. Lần này mình lại cho Acerberus đứng hàng đầu để xem có chống cự được hay không đây. Bartolomeo thì mình cho xuống hàng cuối anh em ơi. Spam lại này. Wow, như vậy là đã giành chiến thắng rồi anh em nhé. Nhưng tất nhiên là chỉ được 1 sao thôi, và mình nhận về được 200 kim cương anh em ạ. Sau đấy thì mình sang ải số 16 và có một cái điều kiện thì cũng khá là khó, và hai tướng bền bỉ như là hai tướng thông minh thì hai cái hệ đấy mình lại không build mạnh lắm, nên thôi cứ xài cái đội hình cũ để có thể giành chiến thắng lấy 1 sao đó. Nhưng mà lại thất bại anh em ạ, không thể tin được ải số 16 lại khó như thế à. Thế thì mình lại đổi vị trí thôi, cứ đổi vị trí Acerberus với cả Bartolomeo qua nọ. Mình thấy nó có hiệu quả đây anh em ạ. Lần này xem nào, vẫn thua anh em nhá. Thế thì lần này mình sẽ đổi lại cho Karasu lên đi. Đấy, hy sinh Karasu để xem có thắng được cái đội hình kia hay không anh em ơi. Bỏ qua một phát này, vẫn thua. Ảo thật đấy. Lần này thì mình sẽ cho Zephyr lên và cho Karasu xuống cuối đi. Xem đánh đấm như thế nào đây. Zephyr chỉ có level 100 thôi. Ok, vẫn thua anh em ạ. Nhưng mà sức sát thương của mình đã gây ra được nhiều hơn một chút rồi. Thế thì mình sẽ đổi vị trí cho Acerberus cũng như là Karasu anh em nhá. Rồi, để xem lần này thì như thế nào đây. Giành chiến thắng đi. Vẫn thua kìa, lần này gây ra được có 17 triệu điểm sức mạnh mà thôi. Thế này thì mình sẽ đổi vị trí cho Karasu cũng như là Zephyr để xem như thế nào nha. Lần này Acerberus mình cho hẳn xuống cuối đi. Và với hai vị tướng bảo kê kia thì hy vọng rằng là có thể gây được nhiều sát thương anh em ạ. Bỏ qua phần nữa nào. Vẫn là thất bại anh em nhá. Có vẻ như là Acerberus của mình vẫn phải để lên hàng đầu rồi anh em ạ. Thế thì mình sẽ múc luôn. Lần đầu có vẻ vẫn gây ra được nhiều sát thương nhất. 46 triệu lên này anh em này. Nhưng vẫn chưa đủ để giành chiến thắng. Lần này mình sẽ đánh lại một trận nữa, biết đâu lại có thể giành chiến thắng được anh em ạ. 43 triệu và vẫn thua kìa. Thôi thì tạm thời thất bại nhiều quá nên là mình nghỉ giải lao anh em ạ. Chờ nâng cấp tướng mạnh hơn một chút thì mình sẽ quay lại nhé. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng đã có 10k kim cương ở đây này. Có vẻ như mình có nhiều kim cương một chút rồi thì mình sẽ vào đây reset để lấy cái nhiệm vụ 4 sao và hoàn thành cái nhiệm vụ Big Mom anh em ạ. 30 nhiệm vụ 4 sao thì mình sẽ có được 350 xu may mắn. Đây là một tài nguyên cực kỳ quý giá đối với mình ở thời điểm hiện tại anh em nhé. Trước hết thì mình cứ dùng mấy cái thư thường ấy để mở thêm những cái nhiệm vụ, sau đấy thì mình sẽ làm mới sau anh em nhé. Còn bên này thư này cao cấp thì sẽ có thể ra được nhiệm vụ 4 sao này anh em ơi. Đó, mình sẽ làm luôn. Ok, tiếp tục này. Làm luôn, tiếp tục có một nhiệm vụ 4 sao nữa, và 3 nhiệm vụ, 4 nhiệm vụ này và 5 nhiệm vụ này. Ui, một nhiệm vụ 6 sao thực tế luôn anh em ạ. Thế thì mình sẽ khóa lại luôn anh em nhé. Và đây là một nhiệm vụ 4 sao nữa. Thế là mình có được 6 nhiệm vụ 4 sao rồi, còn thiếu 24 nhiệm vụ nữa thì mình sẽ làm mới ở đây bằng 70 kim cương anh em nhé. Ra luôn một nhiệm vụ 4 sao này, bắt đầu luôn. Nhiệm vụ 6 sao này thì mình sẽ khóa lại anh em nhé. Sau này sẽ còn một số cái vị tướng cần cày thông thạo thì mình sẽ để cho nó làm nhiệm vụ đấy anh em ạ. Ở thời điểm hiện tại thì mình cũng không cần cái nhiệm vụ 5 sao này lắm, nên là mình sẽ mở khóa hết để mình reset ra nhiệm vụ 4 sao anh em ạ. Anh em thấy mình chơi lớn không? Ok, mình sẽ reset luôn này. Đó, hai nhiệm vụ 4 sao luôn, cực kỳ là ngon. Còn lại mấy cái nhiệm vụ kia thì sao? 90. Ok. Wow, thêm được một nhiệm vụ 4 sao nữa. Tiếp tục mình sẽ làm mới anh em nhá. Đó, đôi khi chơi nó phải các người tí nó mới vui anh em ạ. Rồi, nhiệm vụ 4 sao. Tiếp tục này. Ok, thêm một nhiệm vụ 4 sao nữa rồi.
hai nhiệm vụ nữa thôi. 4 sao đi. 4 sao. Tuyệt vời quá. Chỉ còn lại 9400 kim cương thôi anh em nhá. Nhưng không sao. Tiếp tục reset này. Tiếp tục. Đây rồi. Thế là ngày hôm nay mình đã làm được bao nhiêu nhiệm vụ 4 sao nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tất nhiên là 6 tiếng nữa mình sẽ quay trở lại để nhận thưởng 18 cái nhiệm vụ 4 sao này anh em nhé. Và chắc chắn rồi, ở cái sự kiện này còn 5 ngày nữa mới hết cơ, thì mình vẫn còn cơ hội để có thể là sở hữu thêm 12 cái nhiệm vụ 4 sao nữa. Và thu về cho mình là 350 xu may mắn này anh em nhé. Và tích lũy thêm với cả 453 xu may mắn này nữa là mình sẽ có khoảng 800 xu may mắn để chơi sự kiện ở tuần sau rồi anh em. Ngày hôm nay nhân phẩm của mình hơi đen, thế cho nên có lẽ mình tạm dừng video ở đây anh em nhé. Anh em nhớ ấn like cũng như là ấn đăng ký kênh để có thể cập nhật thêm nhiều video mới về huyền thoại tặc nha. Còn nếu như anh em nào đam mê mô hình One Piece, nhớ click vào giỏ hàng ở góc dưới bên trái video để sở hữu cho mình một vài mô hình cực kỳ xịn sò con bò anh em nhé. Anh em có mô hình đẹp ngon bổ rẻ để chơi, còn mình thì có thêm kinh phí để duy trì kênh, nên hy vọng anh em sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.